Chuyển sang thông tin khác, sáng nay trường Trung học phổ thông Hồ Thị Kỷ thành phố Cà Mau long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023. Trong sinh khí vui tươi ấm áp của buổi họp mặt, đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 41 năm qua của Ngày Nhà giáo Việt Nam, khẳng định giá trị tốt đẹp trong tư tưởng tôn sư trọng đạo của dân tộc, đồng thời biểu dương những đóng góp tích cực mang ý nghĩa to lớn của các thế hệ nhà giáo trong sự nghiệp trồng người tại trường Trung học phổ thông Hồ Thị Kỷ nhiều năm qua. Phát huy truyền thống của ngành, năm học 2023-2024, trường Trung học phổ thông Hồ Thị Kỷ không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học đã đề ra, tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học, tăng cường kỹ năng thực hành, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành. Dịp này, trường vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học vừa qua. Ban giám hiệu nhà trường khen thưởng cho các tập thể cá nhân giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của nhà trường. Trong hai ngày 18 tháng 11 và 19 tháng 11, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Căn tổ chức giải bóng chuyền ngành giáo dục chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023. Tham gia giải có trên 400 vận động viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên của các điểm trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Các vận động viên được chia làm 12 bảng đấu gồm 4 bảng nam, 8 bảng nữ, tranh tài ở hai nội dung bóng chuyền nam và bóng chuyền hơi nữ, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm để chọn ra đội có thành tích cao vào vòng trong. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 6 giải thưởng cho các đội có thành tích cao, trong đó giải nhất bóng chuyền nam thuộc về trường tiểu học 1 thị trấn Nam Căn, giải nhất bóng chuyền hơi nữ thuộc về trường trung học cơ sở thị trấn Nam Căn. Hôm qua, Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Cà Mau phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thới Bình tổ chức khai giảng lớp tập huấn truyền nghề loại hình nghệ thuật nhạc ngũ âm của đồng bào dân tộc Khmer năm 2023 tại Chùa Đầu Nai, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình. Đây là hoạt động nằm trong dự án 6 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Cà Mau năm 2023. Tham gia lớp tập huấn có 9 học viên là con em đồng bào dân tộc Khmer độ tuổi thiếu niên nhi đồng đang sinh sống tại xã Tân Lộc Bắc. Trong thời gian 20 ngày tập huấn, các em sẽ được truyền đạt những kiến thức cơ bản về loại hình nghệ thuật nhạc ngũ âm của đồng bào dân tộc Khmer, cách sử dụng các loại nhạc cụ dàn nhạc ngũ âm, tập luyện một số bài nhạc phổ biến, đồng thời được trang bị thêm về kỹ năng biểu diễn loại hình nghệ thuật này. Lớp tập huấn nhằm góp phần bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật nhạc ngũ âm truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer. Thưa quý vị, là giáo viên trẻ, cô Sơn Thị Hồng Cẩm, giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Cà Mau, luôn tâm huyết tận tụy với sự nghiệp trồng người, vừa đảm nhận dạy môn địa lý, vừa kiêm nhiệm các hoạt động của đoàn trường. Đối với cô Cẩm, được sống và cống hiến hết mình cho tuổi trẻ không chỉ là trách nhiệm mà còn là vinh dự của nghề giáo. Là cựu học sinh của trường dân tộc nội trú tỉnh Cà Mau, sau thời gian học sư phạm và cao học, cái duyên đã giúp cô Sơn Thị Hồng Cẩm trở lại chính ngôi trường mình đã từng học tập, đảm nhận vai trò giảng dạy con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong thời điểm ứng dụng công nghệ số vào giảng dạy thì môn học địa lý cũng không ngoại lệ. Theo chương trình giáo dục mới, cô Cẩm đã lồng ghép tích hợp nhiều hình ảnh video sinh động, học sinh tự xây dựng bài học và thuyết trình. Những năm gần đây, cô Cẩm còn đảm nhận ôn tập đào tạo học sinh giỏi. Trong năm học vừa qua, đã có học sinh đạt giải nhì và giải ba học sinh giỏi dòng tỉnh môn địa lý. Thì thường là cái phương pháp của tôi khi ôn học sinh giỏi là tôi sẽ chuyển giao tài liệu cho các em, sau đó là giao cho các em bài tập làm và tăng dần cái tiết học ôm rất là sát, ôm rất là nhiều buổi để cho các em nó được thấm nhuần cái nội dung để chuẩn bị rất là tự tin để mà đi thi. Tôi có một cái tâm huyết mà tôi đã trăn trở và tôi trong tương lai thì tôi rất là mong muốn là tôi sẽ có được một cái một học sinh của trường sẽ được tham dự cái học sinh giỏi vòng quốc gia.
Đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, các em từ những vùng sâu vùng xa của tỉnh theo học nên phải xa gia đình ở nội trú. Cô Cẩm và các thầy cô giáo khác của trường luôn quan tâm không để các em thiếu thốn từ sinh hoạt đến việc học ở trường. Cô là người đã truyền cảm hứng cho em để em đi thi được cái môn địa này. Cô là một người rất là tâm huyết, tận tình. Còn trong cuộc sống thì cô luôn là người quan tâm đến tụi em. Khi mà tụi em có gặp những cái khó khăn nào thì cô sẽ là người đứng ra để giải quyết giùm cho tụi em. Ví dụ như ở đây thì đôi khi buổi tối là trái gió trở trời thì các em bị bệnh. Thì lúc đó cha mẹ ở rất là xa, thì lúc đó là thầy cô là sẽ túc trực và luôn luôn có thầy cô để quan tâm đến sức khỏe của các em trong những cái lúc khó khăn như vậy. Đối với cô Cảnh thì nói chung là cổ cũng rất gần gũi đó. Mặc dù cổ không phải là cái công tác chủ nhiệm, nhưng trong cái công tác mà bồi dưỡng cho các em học sinh giỏi đó, cổ rất là tâm huyết. Mặc dù là có lịch hay là không có lịch, lúc nào thời gian rảnh và học sinh rảnh thì cô sẽ hỗ trợ cho các em. Và những cái buổi rảnh thì cô cũng hay vào trường để gặp gỡ với các em các cái hoạt động bên đoàn hoặc là các cái câu lạc bộ của đoàn nhé. 8 năm công tác tại trường cũng là ngần ấy thời gian cô Cẩm gắn bó với con em đồng bào dân tộc Khmer để truyền lửa đam mê cho môn học địa lý. Vinh dự hơn, trong năm học vừa qua, cô Sơn Thị Hồng Cẩm đạt được danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Đây là động lực để cô phấn đấu nhiều hơn nữa trong sự nghiệp trồng người. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường thanh tra kiểm tra việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán hàng, bảo đảm đúng quy định pháp luật, xử lý nghiêm nếu không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện. Tại công điện ngày 18 tháng 11, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai ngay các giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để giám sát chặt chẽ, tăng cường thanh tra kiểm tra việc phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử, đặc biệt là trong việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán hàng, đảm bảo đúng quy định pháp luật, xử lý nghiêm nếu không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện. Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt đầy đủ kịp thời các quan điểm, nhận thức về trách nhiệm thực hiện chuyển đổi số tại địa phương, trong đó xác định việc áp dụng hóa đơn điện tử là một trong những giải pháp bắt buộc rất quan trọng để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, nhất là đối với các hóa đơn điện tử về điện, xăng dầu. Theo Bộ Nội vụ, vừa qua Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, trong đó có nội dung về thực hiện chính sách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Theo đó, tiền lương trung bình của công chức, viên chức sẽ tăng 32% so với thu nhập bình quân của lao động. Dự kiến, tổng nguồn ngân sách trung ương dành để thực hiện cải cách tiền lương khoảng 132.000 tỷ đồng, nguồn tích lũy của ngân sách địa phương trên 430.000 tỷ đồng. Điểm đáng chú ý của chính sách tiền lương mới là quy định mức lương thấp nhất của khu vực công bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng của khu vực doanh nghiệp. Bộ Y tế vừa ban hành thông tư số 22 quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc, hướng dẫn áp dụng thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 17 tháng 11 năm 2023. Theo đó, giá dịch vụ khám bệnh bảo hiểm y tế bệnh viện hạng đặc biệt hạng nhất là 42.100 đồng, bệnh viện hạng 2 37.500 đồng, bệnh viện hạng 3 33.200 đồng, bệnh viện hạng 4 và trạm y tế xã 30.100 đồng. So với mức cũ, giá khám bệnh mới cao hơn khoảng 10%. Theo các bệnh viện, như vậy sẽ tăng thêm nguồn thu từ bảo hiểm y tế để nâng chất lượng dịch vụ. Những ngày qua, các phương tiện làm nghề đóng đáy hàng khơi trên địa bàn huyện Ngọc Hiển khai thác trúng mùa. Được mùa, giá cả ổn định, ngư dân phấn khởi vươn khơi để tăng thu nhập những tháng cuối năm. Theo ngư dân, liên tiếp những con nước biển gần đây thời tiết tốt thuận lợi ra khơi nên nhiều ngư dân mạnh dạn bám biển khai thác. Những ngày qua trúng mùa, giá cả các mặt hàng tôm, cá, mực được giữ ổn định ở mức từ 60 đến 120.000 đồng một ký, tăng từ 8 đến 12.000 đồng một ký so với trước và đầu ra hút hàng. Sau khi trừ chi phí và chia đều cho bạn ghe, mỗi phương tiện đem về thu nhập từ 10 đến 15 triệu đồng mỗi ngày.
Trúng mùa, nguồn nguyên liệu dồi dào, các cơ sở, hộ gia đình tất bật thu mua tôm cá chế biến khô, làm mắm để đáp ứng nhu cầu thị trường và chuẩn bị nguồn hàng cung ứng dịp Tết Nguyên Đán. Nhờ đó, nhiều lao động có việc làm, thu nhập ổn định. Thưa quý vị, được thiên nhiên ưu đãi cộng với sự khéo léo sáng tạo của người dân, nhiều đặc sản ẩm thực nức tiếng của huyện Ngọc Hiển đã ra đời như ba khía muối, bánh phồng tôm, bánh phồng hàu và trong thời gian gần đây là bánh tráng ghẹ. Nhận thấy nguồn nguyên liệu dồi dào tại địa phương, nhiều chị em phụ nữ trong đó có chị Quỳnh Thị Dưỡng ở ấp Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển khéo léo chế biến ra món bánh tráng ghẹ vừa lạ vừa ngon, được khách hàng đón nhận yêu thích. Con ghẹ được chị Quỳnh Thị Dưỡng mua về từ các phương tiện khai thác thủy sản tại địa phương còn tươi sống, sau đó được làm sạch và đem ép lấy thịt. Theo chị Dưỡng, để làm được 1 kg bánh tráng ghẹ, phải mất từ 7 đến 10 kg thịt ghẹ tươi, sau đó cho thêm các loại gia vị như hành, ớt để bánh tráng có màu sắc trông đẹp và bắt mắt hơn. Tuy là món ăn mới nhưng được khách hàng ưa chuộng, trung bình mỗi tháng chị bán khoảng 30 kg bánh tráng ghẹ với giá 500.000 đồng đến 600.000 đồng một ký, giúp gia đình có thêm thu nhập. Mua từ con ghẹ, rồi về mình ép ra, rồi mình phơi, mình tự mình chế biến, mình ăn thử, xong ngon, rồi mình làm tiếp, mình bán cho khách hàng. Hiện nay thì khách hàng mình thấy ăn cái món này thì người ta đánh giá như thế nào vậy? Ngon. Giá cả thì nó như thế nào? Giá thì cũng bán cũng trung bình thôi, ví dụ như mình lấy cái công lao động rồi mình so vô mình bán cho nó mềm chút, cho khách hàng ta dễ mua, dễ ăn, dễ dùng. Đặc biệt là ở đây là mình bán trong cái khu du lịch đó. Thì thường mình luôn những cái sản phẩm mới để khách du lịch người ta có thể tìm đến mình để mua những cái sản phẩm mới, đúng không ạ? Đúng rồi, mua như ăn là một lần, rồi lần sau người ta ngồi tại nhà ta alo rồi mình gửi tiếp. Để bánh tráng ghẹ được thơm ngon, bánh phải được phơi đủ nắng để thịt ghẹ không bị bủng. Bánh tráng ghẹ khi chiên lên sẽ có vị ngọt của thịt ghẹ cộng với mùi thơm của hành, ớt và độ dẻo của bánh tráng, hòa quyện thơm ngon, hấp dẫn cho người thưởng thức. Hiện bánh tráng ghẹ được bán tại cơ sở của gia đình chị Dưỡng trong làng văn hóa du lịch Đất Mũi để phục vụ cho du khách gần xa khi đến tham quan. Trong cái chi hội của phụ nữ của mình á, thì từ mà chỗ chị em mà tìm ra được cái con ghẹ tươi đó, làm ra cái sản phẩm mà khô ghẹ này thì để cho phát triển cái kinh tế cho chị em phụ nữ mình nó tốt hơn. Bánh tráng ghẹ này thì như là làm ra thì cũng như là khách du lịch tham quan đó thì người ta đến người ta thử được cái người ta ăn rất ngon thì nó đưa ra thị trường thì nó rất cao. Là món ăn dân dã của người dân ven biển nhưng qua đôi tay khéo léo của các chị em phụ nữ, bánh tráng ghẹ trở nên thơm ngon, có hương vị rất riêng của vùng đất cực Nam Tổ quốc. Hiện tại sản phẩm đang có đầu ra rất ổn định và giúp cho nhiều chị em phụ nữ tại địa phương tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.